Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12, có nghĩa là còn nửa tháng nữa thôi là tới Noel. Hôm nay ông già Noel có nhiệm vụ gì mà làm sớm thế? Trang trí cây thông. Wow, các bạn nhỏ có thể nhìn thấy trước mặt ông già Noel là một thùng, trong đó có rất nhiều phụ kiện. Phụ kiện này liên quan tới Noel. Và nhiệm vụ của ông già Noel hôm nay đó là trang trí cây thông Noel cho quán Góc Của Bản. Quán Góc Của Bản là một trong những quán ăn rất là nổi tiếng của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, quê của bé Dương. Nếu bạn nhỏ nào chưa có gì tới quán Góc Của Bản thì hãy bảo bố mẹ cho tới đây để thưởng thức các món ăn ở quán này. Và thứ hai nữa là được chụp ảnh cùng ông già Noel nhá. Hôm nay cây thông Noel của quán Góc Của Bản do chính tay bé Dương trang trí. Bây giờ xin mời ông già Noel nhí sẽ mang các phụ kiện này vào để trang trí cây thông Noel của quán Góc Của Bản. Để làm được việc này thì có thể phải nhờ thêm một chú nhân viên của quán, bởi vì có những cái công việc ở trên cao bé Dương không thể làm được. Ok, xin mời chú cùng ông già Noel nhí sẽ trang trí cây thông Noel. Đấy là cái gì đấy ông già Noel? Wow, tuyết trắng xóa luôn. Tuyết. Đây là bông ấy. Và một cây thông Noel rất là cao. Ông già Noel đứng dậy thế nào? Ok, như vậy là ông già Noel sẽ cùng với chú Khanh sẽ trang trí cây thông Noel này thật rực rỡ để cho mọi người đón không khí Noel sớm trước nửa tháng nhá. Wow, đằng sau ông già Noel nhí có một ông già rất là cao lớn. Ông già Noel nhí thử đứng cạnh ông già Noel đang cầm kèn như thế nào. Các bạn nhỏ nhìn này, ông già Noel phía sau ông già Noel nhí này thực sự là cao lớn. Bây giờ ông già Noel nhí sẽ cho ông già Noel này thổi kèn nhá. Ấn một công tắc này. Được rồi, vừa lắc lư vừa thổi kèn. Các bạn thấy hay không? Hai ông già Noel đang lắc lư. Ông già Noel nhí đang múa quạt à? Bây giờ ông già Noel nhí sẽ nhảy giống ông già Noel phía sau nào. Lắc mông. Lắc mông. Lắc mông để giống ông già Noel phía sau đi. Trong lúc ông già Noel đang thổi kèn để không khí vui vẻ hơn thì chú Khanh vẫn đang cặm cụi để trang trí cây thông Noel này, sắp hoàn thiện rồi. Ông già Noel nhí này không làm à? Sau một lúc thì cây thông Noel của quán Góc Của Bản đã sắp xong. Trên cây thông Noel này có rất nhiều các loại đèn nháy. Một lát nữa cắm điện vào thì rất là đẹp đây. Trong khi đó thì hai ông già Noel đang nhảy múa. Ông già Noel này thổi được rất nhiều bài. Ông già Noel ra cùng trang trí cùng chú đi, cho nó nhanh. Sắp xong rồi, có hai quả chuông rất là đẹp. Và đây là hình con gì đây, ông già Noel nhí ơi. Khi mà động vào người ông già Noel thì ông già Noel tỉnh ngủ và tiếp tục thổi những cái bài nhạc rất là vui nhộn. Lúc nãy chắc là ngủ quên. Bây giờ để cho ông già Noel này khỏi lạc lõng thì ông già Noel nhí sẽ cùng nhảy ông già Noel lớn đằng sau nhá. Ngoáy mông đi.
Thái Mông giống nào? Các bạn nhỏ nhìn hai ông già Noel nhảy giống nhau không? Mà đặc biệt là ông già Noel nhí còn có khả năng múa quạt rất là dẻo. Các bạn nhỏ nhìn ông già Noel nhí múa quạt siêu không? Một bạn nhỏ được bà cho tới xem ông già Noel này. Ông già Noel lại ngủ gật rồi. Vũ ôm bông phát là ông già Noel lại tỉnh ngủ đúng không? Chẳng phải hay đấy. Và một ngôi sao sẽ cho lên đỉnh của cây thông. Wow, cây thông của ông già Noel trắng xóa rồi, nhiều tuyết quá. Cây thông Noel của quán góc của bản đã xong tới 90%, các bạn nhỏ nhìn thấy đẹp không? Ông già Noel nhí đang phủ tuyết lên cây thông. Xin nhắc lại với tất cả các bạn nhỏ, còn nửa tháng nữa mới tới Noel. Nhưng hôm nay ông già Noel nhí nhận được một nhiệm vụ là đi trang trí cây thông Noel cho một quán ăn. Quán này có tên là Góc Cụ Bản. Nếu bạn nhỏ nào chưa có dịp tới đây ăn thì hãy bảo bố mẹ là cho tới để thưởng thức các món ăn của quán Góc Cụ Bản nhá. Thứ hai nữa là đến đây các bạn nhỏ sẽ được sống trong không khí Noel sớm trước nửa tháng. Ông già Noel nhí lại ngủ quên rồi, không thổi kèn nữa. Sau khoảng 30 phút thì sản phẩm cây thông Noel của hai chú Sáu đã sắp hoàn thành. Bây giờ bố Dương sẽ quay xa để cho các bạn nhỏ nhìn tổng thể cây thông Noel và ông già Noel đang lắc lư nhá. Có hai bạn nhỏ này đến cùng làm với ông già Noel nhí. Hai bạn nhỏ quay mặt đây bác xem nào. Vẫy tay chào các anh các chị đi. Thank you.
Như vậy là sản phẩm cây thông Noel của ông già Noel Nhí Dương tới đây là kết thúc rồi. Hẹn tất cả các bạn nhỏ ở những clip tiếp theo.